Thưa quý vị, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận có 5 trận động đất liên tiếp vừa xảy ra tại huyện Con Plông, Con Tum. Trận lớn nhất là 4,0 độ Richter. Ngày 7 tháng 2, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu thông báo trận động đất có độ lớn nhấn lớn nhất được ghi nhận là 4,0, xảy ra lúc 11 giờ 11 tại tọa độ 14,860 độ Vĩ Bắc, 108,270 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Các trận động đất khác được ghi nhận có độ lớn 2,5 đến 3,7, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 đến 10,1 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, tháng 12 năm 2023, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa Cầu cũng đã phát đi thông báo một trận động đất có độ lớn 4,0 xảy ra trên địa bàn huyện Con Plong với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.